bịch nước chuẩn bị ăn 8 tháng 3. Rồi, có quà chưa? Có rồi. Rồi, rồi chúc mừng nha. Quà. Có hà, có ai đâu. Trời ơi, vậy là chị được. Bây giờ quay cái nữa bán bó cải nè. Bó cải đi em. Cải gì nó có anh ăn. Tao ở giá 35 ngàn. Tao ở giá 35 ngàn. Được mấy ấy. Giờ nhìn vậy là biết rồi ấy đó. Cái gheo lớn lên cho người ta vô. Nó đi ngoài giống cái chân kìa. Cái này về ăn kịp là ăn phải ăn nhanh luôn á. Tao nấu 7 ngàn một ký. Tao nấu 7 ngàn một ký. Ấy là có đó. Dạ vô kênh Nghĩa Phước Vlog hoặc là bấm vô chợ quà ăn dạ thấy. Dạ. Dạ. Đi chợ cũng được quay phim nữa nè. Quay lên kênh Nghĩa Phước Vlog đấy là nạp cho nó nhảy trên. Trời ơi, con gà con gà con chào cô bán ế mà quay gì trời con quay đặng kích cầu lên nhiều nhiều người biết chợ mình ta tết ta mua ngày bán có mười mấy hai chục ký anh ơi. Dạ. Trời bán mắc không mua hả? Rồi, rồi, rồi cầm về bán 3 ngàn sao lợi? Dạ mến chào cô chú anh chị, bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại chợ Hòa An, ấp Hòa An, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một ngôi chợ ấp nữa cô chú anh chị bạn. Một ngôi chợ ấp nhưng mà ở trước thì Nghĩa thấy cũng rất là sầm uất. Đây là cái toàn cảnh phía bên ngoài gửi đến cô chú anh chị bạn ngày hôm nay đây. Ở bên ngoài thì họ bán rất là nhiều quần áo ở phía trước đầu nhà lồng chợ. Đầu nhà lồng chợ, còn bên trong là những cái sạp đồ gãy, trái cây của những nhà vườn cũng như là những cái cá thịt ở bên trong nhà lồng. Dạ. Để xem đời sống bà con mình ở đây như thế nào cũng như là mùa bán ra sao thì Nghĩa kính mời cô chú anh chị bạn cùng Nghĩa đi vào bên trong nhà lồng nha, xem nhà bà con mình bán như thế nào nha. Mời cô chú anh chị bạn cùng theo chân Nghĩa. Lúng đầu ra đó nó dòm liền á trời. Em chào chị. Tép. Tép bạc hả chị? Tép bạc 35 ngàn nửa ký anh. 35 ngàn nửa ký, em đi quay chợ. Dạ em đi quay chợ à. Sáng giờ chị bán được nhiều không? Một ngày bán có mười mấy hai chục ký anh ơi. Dạ. Rồi chúc chị mua may bán đắt nha. Dạ dạ. Dạ. Đây, cho đây, hôm đây có rào. Có rào, có gì. Con chào cô. Bán ế mà quay gì trời. Con quay đặng kích cầu lên nhiều. Nhiều người biết chợ mình ta tới người ta mua. Dạ. Chợ mình ngon lành. Chợ mình rẻ mà ngon luôn trời ơi. Cô bà có à, có gạo đây ha. Đây bánh nè. Cái này là sâm. Ê đưa 100 ngàn rồi chưa thấu nha. Ôi ơi có một cái đống cốc cốc nhà cô. Đồ nhà không? Cái này xoài. Bán cốc, bán xoài, bán rau. Bên đây con chờ cô có hai trái đu đủ nữa nè. Hai trái đu đủ một bó đậu sao có bó đậu cô kia vậy? Chứ vậy cô bán gần hết nè. Đó, đi vô trong đầu chợ thì mới thấy những hình ảnh ở đây, những cô chú ở đây thì
đa phần là đồ nhà thôi cô chú anh chị, và đồ nhà họ đem ra họ bán để phục vụ cho cái đời sống hàng ngày. Con chào cô. Dạ con quay chợ lên kênh YouTube để cho nhiều người biết tới chợ mình. Trời ơi, một nhúm nhãn lồng này, nhãn lồng luôn. Sáng giờ cô bán được nhiều không? Em chết. Em chết. Còn y nguyên. Còn y nguyên luôn. Trời ơi. Cái bộ. Mỗi hụt dịch còn y thanh. Dịch bự quá trời luôn nè. Vậy mình dân được con chơi mình nhỏ. Này dịch nhà mình hả cô hả? Dịch nhà nuôi nẻ lắm đó. Dạ. Ôi, của chị này còn có hai bó rau à? Còn hai bó rau nữa hả thầy? Cứ la lớn lên cho người ta mua cái đi về luôn. Rau đi, rau đi. Dạ. Rau nhà mình hả chị? Đi chợ cũng được quay phim nữa nè. Quay lên kênh Nghĩa Phước Vlog thấy hình ảnh chảnh nha cô nha. Trời ơi, con chào cô. Ừ, mình bán trái cây cô ha. Của cô có mít nè, có chuối nè, có ổi nè. Mít xẻ ra rồi luôn. À, ai ăn liền là có liền luôn. Sáng giờ cô bán được nhiều không? Ừ. Cũng được con, được ngày thứ bảy chủ nhật, còn mấy ngày thường này thì nó cũng yếu không được bằng. Dạ. Con cái này ổi này mình ở nhà mình bọc hả cô? Ở nhà cô bọc, cô bán là sáng giờ hết rồi, còn có mấy trái gì nữa hết rồi. Ổi này là ổi ruby, ổi đậu cục đỏ á. Dạ, ổi ruby. Dạ. Vì mình bọc vậy là nó không có bị ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật. Dạ. Sao thuốc mang gì nó không sao chứ con. Dạ dạ. Nó cái thời gian khách đi cũng xa lắm. Dạ. Khoảng một tuần vậy cô mới hái một lần thì cũng không có còn thuốc ở trong cái cây nữa. Dạ. Cô mỗi ngày mỗi ra đây bán hả cô hả? Cô mỗi ngày, cô mỗi ngày. Rồi cô chú anh chị có đi chợ Quảng ghé vô cái sạp của cô nha. Ủng hộ cô nè, đây hình ảnh này, đây 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 đó. Ủng hộ cho cô về sớm. Ờ, quên đây dưa mắm ha cô. Gần có rau nè, có rau, có dưa leo nè. Ờ, bây giờ Nghĩa sẽ đi vào phía bên trong. Bên đây có chào chị. À, đây mấy chị đẹp không nè. Tôi cười. Trời ơi, hộp xôi ngon. Xôi. Trời ơi, ngày mai là lớp chương trình đó nha. Dạ, con nghe đang cho tao biết. Thôi, đưa, đưa, cầm tiền ra coi. Ăn cái gì vậy ta? Không gì cho nó no ra. Một xôi ngậm như dễ đi. Thế giờ chị bán được nhiều không? Dạ. Mấy ngàn? 3 ngàn hả? Chợ có 3 ngàn hả? Mua ghẻ mà nhiều nhiều chút đi. Trời ơi. Ở đây bán ghẻ chứ. Con cầm. Hộp xôi có 3 ngàn cô chú anh chị, ghé là chợ Hoàng vô đây mua xôi ăn nha. 3 ngàn cục. Sao chị bán rẻ như vậy? Bán 3 ngàn nó còn cái còi lít này còn nhóc hết trơn á. Ở đây bán mắc người ta không mua. Trời, bán mắc người ta không mua hả? Rồi, rồi, rồi cầm về bán 3 ngàn sao lại? Ừ, sao mà có lợi chứ thầy chắc nghèo quá trời. Nghĩ ra một số 3 ngàn à. Thôi chào chị em đi nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Để đi tí quay lại em lấy. Chúc chị mua ăn đắt. Trời ơi, đây nè bánh nè. Có cho bánh cục xôi 3 ngàn nha cô chú anh chị. Ghé chợ Hoàng ăn xôi thoải mái luôn, không có sợ không tiền nhiều đâu. Rồi. Xôi có 3 ngàn cục à. Rồi bây giờ Nghĩa sẽ đi qua phía bên đây. Phía này và Nghĩa sẽ đi vòng vòng phía bên ngoài trước, rồi sau đó sẽ vô bên trong nhà lồng để gửi hình ảnh bên trong nhà lồng cho cô chú anh chị bạn xem nha. Dạ. Thì ôi, bên đây người ta bán đồ gãy nè. Bán khoai. Bán khoai, bán nấm, bán dưa chua. Đồ gãy. Con chào mấy cô. Cô bán mắm kìa, bà cười. Chứ giờ cô bán được nhiều không? Qua ngày lên. Trời ơi, mắm. Trời có mắm, có đồ gãy đủ thứ hết trơn. Có hủ tiếu, bánh tráng. Cái này là chợ ấp nha cô chú anh chị. Ấp quán nha. Nhưng mà bán cũng thấy cô bà con này rất là vui luôn nè. Đây là có chuối, có khoai. Ôi, đồ gãy quá trời luôn. Đậu.
bên đây có một cái bà cụ đang ngồi lặt gan bán chanh, bán hỏi, bán bưởi. Con chào bà. Sáng giờ bà bán được nhiều không bà? Dạ. Thôi mình đồ này mua đi mình bán lại hả bà? Dạ. Con thấy bà có mướp nè, có mướp vườn. Mướp vườn ha. Mướp vườn cô bán đặc biệt là trong vườn ra ra bán hả? Dạ. Chứ không có bán đồ mua chợ. Dạ. Có đem vườn bán mấy gì đó. Dạ. Dạ là không làm gì. Ngày nào cô cũng ra đây bán hết. Ngày nào cô cũng ra đây cô bán hết. Dạ. Rồi con chúc cô mua may bán đắt. Ngày mới vui vẻ, năm mới phát tài cô ha. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Mua với số đi cô, chịu trúng. Cô mua hoài không trúng. Bữa nay con trúng là cô trúng á. Cô trúng, cô nhớ hú con nghe. Trời ơi, dưa leo. Chị bán dưa leo. Dưa leo nhà chị. Dưa leo nhà. Ừ, trồng dưa leo trúng quá nè. Ừ, trồng cũng ngon lắm nè, dưa leo luôn. Dưa leo. Ừ, sáng giờ. Mạng á vậy chú. Vậy dạ, lên YouTube à. Dạ. Dạ vô kênh Nghĩa Phước Vlog hoặc là bấm vô chợ Hòa An sẽ thấy. Ừ. Dạ. Này anh này ở đâu? Cũng ở Vĩnh Long này luôn. Chị đi mua đồ được nhiều chưa? Nhóc có chơi này nè. Rồi chúc cô chúc chị ngày mới vui vẻ nha, năm mới phát tài. Dạ. Trời ơi, bán riết về cô ơi, có chuối luôn. Dạ. Chào cô nha, chào cô con đi. Ôi bên đây là những cái sạp đồ gãy rồi cô chú anh chị, trời luôn. Ngoài chợ gấp mình hay gì nó cũng là gọi là sung túc lắm cô chú anh chị. Bên đây hỏi 8.000 một ký, 2 ký là 15.000. Quay ổi, quay ổi, quay người bán ổi luôn. Trời ơi mặn 10.000, cái nào cũng bỏ giá vô khỏi trả giá luôn. Trời ơi, nguyên gỗ vậy có 10.000 à. Mà cái này về ăn không kịp là ăn phải ăn nhanh luôn á. Giờ về là bỏ vô. 10.000 à. Cái này mình mua về mình ủ mình bán ai? 7.000 một ký. Mình mua về mình ủ rồi mình mới bán hả? Dạ. Nấu 7.000 một ký. Quá trời trái cây luôn. 20.000. Nấu 7.000 một ký. Rồi đang tí nữa nắng rồi, bán nhanh lên về. Nấu 7.000 một ký. Chào em anh đi nha. Chúc em mua mai bán đắt nha. Nấu 7.000 một ký. 3 ký 20.000. Rồi bên đây người ta lựa. Nấu 7.000 một ký. 3 ký 20.000. Vô 7.000 ký. Nấu 7.000 một ký. Con trai đang ngồi. 20.000. Nấu 7.000 một ký. Ở đây là đặc thù là người ta bán đều có một cái lo cô chú anh chị, cái lo để em quay khô của anh nè, này khô lưỡi trâu anh ha, quá trời khô luôn. Khô này mình lấy ở Cà Mau hay Kiên Giang về bán anh? Dạ, Cà Mau ha, cá sặc gần. Con này con cá gì? Dạ. Dạ, cá đũa. Sáng giờ bán được nhiều không chị? Được. Ủa là mình về là mình bán ngay cái chợ này luôn hay là mình chạy chợ chị? Rồi bữa nay chợ này mai chợ kia. Mùa nắng này bắt khô được. Lại xe nó gửi về cho mình ha. Quá trời khô. Ai quen với mấy chị mấy anh bán khô là không sợ không có đồ ăn. Dạ. À, có chồng với Cà Mau ha. Rồi gửi về đây. Ôi tiện quá nè. Chị bán này lâu chưa? Dạ. Thôi chào anh chào chị em đi nha. Chúc anh chị mua may bán đắt. À, ngày mới vui vẻ, năm mới phát tài. Đó gì là dễ gặp luôn. Em cô chợ này rất nhiều đàn ông mua bán cô chú anh chị. Đó thì tất cả đều có bảng giá hết nha. Bảng giá luôn. Chợ này thì rẻ nhất luôn rồi cô chú anh chị. Rẻ đi rồi đấy, chợ này rất là rẻ luôn. Nghe chào anh. Trời ơi, mình bán cái quýt này to đùng luôn. Quýt nè, bơm nè. Nho.
Thôi bây giờ mấy trẻ đi dạy cho con. Con thằng mấy cô bán cá bán trong. Bán trong những con cá. Chợ khô. Cá. Ôi đi này, này gặp sạch gần nữa nè. Dạ con ăn chay cô ơi, con đi quay phim chợ nhưng mà con ăn chay. Chắc giờ cô bán được nhiều không? Bán ế cũng chết rồi. Con chúc cô mua mang bán đắt nè, bán mò hết sớm về sớm năm mới phát tài cô ha. Mười lăm ngàn. Ngoài bên đây có cá lưỡi châu. Cá lưỡi châu anh. Cá lầu kiến. Rau lớn lên bán hết về sớm chị ơi. Rồi đây là cái chợ cá nó có thu nhỏ rồi cũng có, nhưng mà cá đồng rất là nhiều cô chú anh chị ơi, cá đồng cá sông không nè. Chờ chị, cái gì bán được nhiều chị? Cũng được. Được mà ế ế. Giờ nhìn vậy là biết còn ế ế đó. Cái rau lớn lên như người ta vô. Tao đi ngoài nhóc hết trơn kìa. Ơi, rau bỏ ngoài mua chơi. Rau cái khăn tiếng rồi cưng ơi. Dạ. Thôi em chúc chị mua mai bán đắt ngày mới vui vẻ. Nó mới bắt tài chị ha. Chị cảm ơn em nha. Dạ. Mua đại chừng 5 tờ số đi mời khỏi ra bóng cá nữa. Dạ. Rồi tôi chợ ở đây rất là vui cô chú ạ. Đây có cái tiệm tập quá thu nhỏ đồ nhà lòng chợ này cô chú anh chị các bạn. Bán những cái đồ để phục vụ cho bà con mình đi chợ đó. Cũng có khô, có trứng. Rồi có bà cụ bán cá rô. Chào chị, trời ơi. Còn mấy con cá à, ghé mua cá nè cô. Sáng giờ chị ra đem nhiều không? Giờ còn mấy con vậy? Có 5 kg 6 kg à. Dạ. Rồi 6 kg này còn cái chừng ký rồi ha. Dạ. Rồi chúc chị mua bán đắt nha. Bên đây là khóm. Khóm đi cô chú anh chị. Nhiều khóm luôn. Khóm Long An 4 trái 10.000. Trời hôm qua Nghĩa đi mua khóm 3.000 trái, bữa nay 3 trái 10.000, nay 4 trái 10.000 cô chú anh chị. Đồ rẻ nè. Quá trời rẻ luôn. Khóm Long An 4 trái 10.000. Rồi giờ Nghĩa sẽ đi ra phía trước. Phía trước này người ta bán giày dép rất là nhiều, giày dép quần áo. Bên đây có những cái đôi dép nam, dép lớn, dép nhỏ. Dép đây cô chú anh chị. Ôi quá trời nhiều dép luôn. Con chào chú. Chú chào con. Chào chú đi nè. Chế giờ chú bán được nhiều chú ơi. Dạ. Dạ 300.000. Dạ. Ôi chú mua mai bán đắt nha. Dạ. Sổ dép nam nữ đồng giá 35.000, 3 đôi 100.000. Sổ dép nam nữ đồng giá 35.000, 3 đôi 100.000. Rồi như vậy là Nghĩa đã đi hết được một cái vòng của cái chợ Hòa An đây chưa cô chú anh chị. Thì cái chợ Hòa An này thì nó cũng là một cái chợ ấp ha, nhưng mà nó rất là đặc biệt. Những cái cô chú ở đây rất là vui vẻ và cũng rất là cái gì đó mình về đây là mình mến luôn á cô chú anh chị. Và đặc biệt là đồ ở đây rất là rẻ nha. Cục xôi 3.000 cô chú anh chị có tin không ạ? Trời ơi bắp cải, dưa cải nhất là nhiều. Sao con đi nãy giờ con trả lại cô cũng uy tín vậy? Trời ơi giờ con mua cái gì tiếp cô giờ nè? Kiến vịt hả? Chục nhiêu cô? Cô lấy con một chục. Con ủng hộ cho cô cái là cô bán hết trơn luôn. Trời ơi chị này hết một bó rau còn một bó nữa là về nè. Rau lên lớn lên cho nó mua bó rau đó về luôn, ngồi hoài có bó rau. Bán được bao nhiêu bán được bó
giờ giờ quay cái nữa bán bó cải nè, bó cải đi em, cải gì nó có anh ăn. Rồi cục sơ 3.000 của em đâu? Trời ơi, quay phim với chị luôn nè. Cô đi chợ hả? Đây là cái cục sơ 3.000 mà mình bữa nay mình ăn mình nhớ hoài luôn, cục sơ 3.000. Với 3.000 mới rẻ. Ủa cái này là chị nướng hả? Nướng, thịt nướng, chuẩn bị ăn 8 tháng 3. Rồi, có quà chưa? Có rồi. Rồi, rồi chúc mừng nha. Quá. Trời ơi, vậy là chị là uy tín lắm rồi đó. Ủa? À, thôi người ta lấy cái đồ bông tai nó đưa quay lên. Sao bông tai được xe nướng cho bông tai? Giả mặt ra coi. Ủa, vậy vậy? Chị vậy? Thôi khỏi đi đâu tào lao á. Giờ có cô na không hả thôi? Thôi cô na không đó. Thôi được rồi, được rồi thôi. Trời ơi. Đây có mấy cái bánh bò, ấy, bánh mì nữa nè. Đây là dòng chợ là chỉ có nhiêu thôi, cô chú anh chị bạn. À, một cái lắp thôi, còn cái bên trong này là bà con mình bán thịt bò, heo, vâng, thịt của nguyên tắc cộng đồng cho nên nghĩa cũng không có gì. Có ăn chay không? Hay là mình chỉ bán thôi? Cái này bánh bao. Bánh bao sao không để bảng gì hết vậy? Đây vậy là video có nghĩa đây xin được kết thúc cho tôi chúc các bạn cái ngôi chợ ấp thuộc xã Hà Lộc của chú anh chị, thuộc xã Hà Lộc, phường Tân Bình, quận Bình Tân, một ngôi chợ ấp, một ngôi chợ của những tiểu thương, của những người dân rất là chân chất, chất phát, thật thà mua bán ở đây với những cái đồ dường, dù chỉ một hoặc hai bó rau họ cũng đem ra để bán, để đổi lại cá hoặc là trứng để ăn, cô chú anh chị. Còn video của Nghĩa đến đây xin được kết thúc. Nghĩa xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa đến thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc cô chú anh chị các bạn luôn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình nha. Dạ.